Tin nóng ngày 11 tháng 12 của bài Việt ngữ đã cho tự do. Facebook cáo buộc nhóm tin tặc APT32 do chính phủ Việt Nam hậu thuẫn lan truyền mã độc. Blogger trường duy nhất bị quản giáo bắt đi lao động mặc dù bị thoát vị đĩa đệm. Bị tuyên 5 năm tù, Nguyễn Đức Chung xin lỗi đảng, nhà nước và cử tri vì để mất niềm tin. Nhóm bảo mật của Facebook hôm 10 tháng 12 cho biết, nhóm hacker APT32 do chính phủ Việt Nam hậu thuẫn đã lan truyền mã độc nhắm vào các nhà hoạt động Việt Nam, các chính phủ nước ngoài, các cơ quan báo chí cùng các tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp. Natalie Glazer, người đứng đầu bộ phận chính sách an ninh của Facebook và Mike DeVillierski, quản lý bộ phận thông tin tình báo về đe dọa trên mạng của Facebook cho biết các nghiên cứu của hãng cho thấy cyberone group một công ty it của việt nam có liên quan đến hoạt động lan truyền mã độc công ty này còn được biết đến với những cái tên như cyberone security cyberone technologies hành tinh company limited planet and diacoso hiện cyberone chưa đưa ra bất cứ phản ứng nào trước cáo buộc này của facebook theo điều tra của Facebook, nhóm hacker APT32 hoạt động trên Facebook bằng cách tạo các tài khoản trang giả, thường lấy tên là các nhà hoạt động hoặc doanh nghiệp. Nhóm này chia sẻ các đường dẫn với những nạn nhân của mình tới các trang mà nhóm này hoặc đã hack được hoặc được nhóm lập nên. Các đường dẫn này thường là mã độc hoặc phishing hoặc có các đường dẫn đến các ứng dụng Android mà nhóm này đã tải lên Play Store cho phép nhóm có thể giám sát đối tượng của mình. Facebook cho biết hãng đã gỡ các tài khoản và trang của nhóm hacker này, đồng thời chặn các trang của nhóm này. APT32 được cho biết bắt đầu hoạt động từ năm 2014 và thường được biết đến với cái tên Ocean Lotus. Các hoạt động tấn công của nhóm thường có liên quan đến các mối quan tâm của chính quyền Việt Nam. Hồi năm ngoái, nhóm này bị các hãng an ninh mạng quốc tế cáo buộc đã tấn công vào các trang của nhà sản xuất ô tô hàng đầu thế giới như BMW, Hyundai, Toyota Australia, Toyota Nhật Bản, thậm chí cả Toyota Việt Nam để đánh cắp thông tin công nghiệp. Nhóm APT32 cũng bị cáo buộc đứng đằng sau các vụ tấn công nhắm vào giới chức chính phủ thuộc thành phố Vũ Hán, Trung Quốc trong năm nay để lấy thông tin về bệnh dịch COVID-19. Tù nhân Lương Tâm Trương Duy Nhất, một blogger của Đài Ái Châu Tự Do, hiện đang bị giam giữ tại trại giam số 3, Thân Kỳ, Nghệ An. Cho gia đình biết, ông vẫn buộc phải đi lao động mặc dù có bệnh trong người. Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên, một người bạn của ông Nhất, cũng cùng đi đến trại giam cùng với vợ và em gái của ông Nhất hôm ngày 3 tháng 12 năm 2020. Tuy nhiên, chỉ có hai người trong gia đình của blogger này được vào. Ông Nguyên thuộc lại cuộc thăm gặp như sau. Thì khi đến trại, tầm trại 2 và, uh, vàng vàng của trại giam sở 3 bộ công an là công trình 12, thì là tùy phường đã được giải quyết nhanh. À, còn à, chị cúc là em gái ruột của tôi duy nhất thì cũng phải báo cáo chỉ huy trong trại cả... dù đã có giấy xác nhận là của địa phương thì là em gái ruột thì hồi vào họ cũng giải quyết cho vào còn tôi là bạn thì à, họ bảo là trong luật quy định là bạn đời thì không được vào thăm như vậy là chỉ có chị phường là vợ và chị cúc là em gái thì được vào thăm và có thể nói là và sau đó khi thăm thăm xong thì tôi có hỏi thì nói là về sức khỏe bình thường đó nhất thì là cái việc là dù là làm công việc anh ngồi sắp xếp giấy ở cái nơi sản xuất mã nhưng mà nhất là có tiền sự bệnh là cái sản phẩm gia đình mà ngồi như vậy thì là không 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 thể chịu đựng lâu dài được ngồi một lúc thì nó đau ai bị bệnh này rồi thì biết theo bà viết tường thuật lại cuộc thăm gặp của bà phượng trên facebook của ông phạm xuân nguyên thì ông nhất phải làm công việc gia công vàng mã 8 tiếng một ngày và phải ngồi làm khiến ông bị đau nhức lưng. Ngoài ra, ông nhất cũng cho gia đình biết việc ông bị giam chung với 43 người trong phòng giam lớn, trong đó có người án ma túy khiến gia đình lo lắng và bất an. Phóng viên đã cho tự do gọi điện cho các số điện thoại của trại giam số 3, Nghệ An, nhưng không thể kết nối. Ông Trương Duy Nhất, sinh năm 1964, là một blogger của Đại Ái Châu Tự Do, bị mật vụ Việt Nam bắt cóc tại thủ đô Bangkok, Thái Lan vào ngày 26 tháng 1 năm 2019, chỉ một ngày sau khi ông làm thủ tục xin tị nạn tại cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Ông bị kết án 10 năm tù giam hồi tháng 3 năm nay vì bị cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong thời gian làm trưởng văn phòng Trung Trung Bộ báo đại đoàn kết ở Đà Nẵng vào năm 2003 đến năm 2004. Cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung vừa bị Tòa án Nhân dân Hà Nội tuyên án 5 năm tù vào sáng ngày 11 tháng 12 năm 2020 với tội danh chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Ngoài ra, các đồng phạm khác bị tuyên các tội danh khác nhau như Phạm Quang Dũng, sinh năm 1983, cán bộ Cục Cảnh sát điều tra về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an, 4 năm 6 tháng tù. Nguyễn Hoàng Trung, sinh năm 1983, cán bộ công an thành phố Hà Nội, biệt phái công tác tại Phòng Thư ký biên tập Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội 24 tháng tù. Nguyễn Anh Ngọc, sinh năm 1974, Phó trưởng công an quận Cầu Giấy Hà Nội, biệt phái công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Thư ký biên tập Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội 18 tháng tù. Trong lời nói sau cùng trong phiên tòa, ông Trung đã bày tỏ xin lỗi đảng, nhà nước và cử tri vì đã để mất niềm tin. Luật sư Giang Hồng Thanh, người bào chữa cho ông Trung, thuật lại chiều ngày 11 tháng 12 năm 2020. Năm 2019, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung liên lạc với ông Phạm Quang Dũng, cán bộ của cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03 của Bộ Công an đang được trưng dụng hỗ trợ điều tra vụ án nhất Cường. Ông Dũng bị cho là đã sử dụng ứng dụng Viper để chuyển các file, ảnh, chụp tài liệu mật về vụ án Nhật Cường cho ông Nguyễn Đức Trung. Ngoài ra, bị can Phạm Quang Dũng còn chuyển tài liệu mật, bản giấy cho ông Trung thông qua lái xe riêng Nguyễn Hoàng Trung. Theo cáo trạng, ông Nguyễn Đức Trung chuyển cho cán bộ điều tra Phạm Quang Dũng phong bì bên trong có 10.000 đô la, hơn 200 triệu đồng. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng cho rằng chưa làm rõ bản chất của vụ việc đưa tiền, nhận tiền nên tách ra để xử lý sau việc đưa hối lộ số tiền 100 triệu lên đến 500 triệu đồng có thể bị phạt tù từ 2 đến 7 năm tù giam. Vừa rồi là một số tin nổi bật của ngày hôm nay. Cảm ơn phần theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Điểm tin tuần sau, cũng ngay trên kênh YouTube và Facebook của Bài Việt ngữ đã cho tự do. Xin chào và chúc quý vị một buổi tối bình an.